nhiều khi tếu táo cũng đùa, cũng dằn dỗi, cũng chát chua đủ lời, người nghe tưởng bạc như vôi. Đây là những giai điệu của bài Sẩm Quê Choa, một trong 7 tác phẩm trong album Tôi Yêu Thanh Hóa, được thực hiện bởi những nghệ sĩ, nhà báo, những người yêu nghệ thuật âm nhạc dân tộc và yêu quê hương Thanh Hóa đang sinh sống tại thủ đô Hà Nội. Album gồm 7 ca khúc được thể hiện dưới nhiều loại hình âm nhạc dân gian khác nhau như hát sẩm, chầu văn và quan họ. Album ngay sau khi ra mắt đã được công chúng đón nhận và cổ vũ nồng nhiệt, là món quà tri ân của những người con xứ Thanh xa quê hướng về quê nhà, góp phần giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của mảnh đất, con người Thanh Hóa đến với bạn bè trong nước và thế giới. Tôi rất là ấn tượng hai cái clip sẩm của nhóm Sẩm Hà Thành, được khởi xướng bởi một người con Thanh Hóa nhưng mà lại được sự hưởng ứng của những cái nghệ sĩ mà là họ có những người là không phải là người con Thanh Hóa mà họ là bạn bè, nhưng mà họ đều chung tay hợp giúp sức vào và có một cái sự rất là say mê. Xin em ý đừng chớ vội cười, cây rau má sâm ý của người xứ Thành. Tôi thì không phải là người con của quê hương Thanh Hóa, tuy nhiên tôi là một người con của xứ Kinh Bắc. Tuy nhiên thì dù là ở đâu thì nó vẫn là Việt Nam của chúng ta, vẫn là cái cảnh làng quê, vẫn là hình ảnh của những bà mẹ tần tảo, vẫn là hình ảnh của cây rau má, của lũy tre làng, của cánh đồng bát ngát. Và bên cạnh đó là những cái hình ảnh mà nó qua cái thăng trầm của lịch sử, nó đã lắng đọng trong cái tâm hồn của mình, nó giống như là một tâm hồn của người Việt. Và khi mình hát là mình bằng cái rung động, bằng một cái trái tim thực sự đối với cả một người con quê hương, đối với cả quê hương đất nước. Cái tình cảm là một chuyện, còn cái thủ pháp nghệ thuật nó sẽ là một cái để tạo ấn tượng tốt hơn. Ví dụ cái bài thơ Rau Má, ngay khi mà tôi nhận được cái thì tôi lúc đầu là định là một cái đọc thơ, được ngâm thơ, nhưng tôi đọc tôi thấy đậm chất sẩm ở trong đó, và nếu mà dựng lên thì nó sẽ thành một cái bài sẩm rất là dí dỏm. Ví dụ như là xin em đừng chớ vội cười, cây rau má sâm ý của người xứ Thành. Nơi đây xây dựng có đồ kinh đô nước Việt, vua Hồ Quỳ Ly. Rất là may mắn mình là mình đã về Thanh Hóa, về rất nhiều vùng quê ở Thanh Hóa rồi, bởi vì bà xã ở đấy nên là thường xuyên đi về đấy, thì là coi như là một vùng đất đẹp lắm, có những cái bãi kè này, rồi những cánh đồng gặt đẹp lắm, đẹp cũng như quê Thái Bình mình vậy. Từ đó cái cảm xúc nó thăng hoa và coi như đây là một cái quê hương thứ hai của mình đó. Thì quê hương mình đã yêu quê hương thì mình cứ dồn cái cảm xúc của mình vào cái bài hát. Quý vị và các bạn vừa được xem một số những trích đoạn, những tác phẩm âm nhạc trong album Tôi Yêu Thanh Hóa, album mà tôi có trên tay đây. Đó chính là một cái sản phẩm âm nhạc được sáng tạo bởi chính những người con xứ Thanh đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Nhìn vào cái chất lượng của tác phẩm, từ ca từ cho tới hình ảnh của album thì chúng ta sẽ thấy được cái tâm huyết cũng như tình cảm của những người đã tạo ra nó. Và đó cũng chính là những vị khách mời mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu, đó chính là nhà báo Nguyễn Văn Bình, phó giám đốc đài truyền hình kỹ thuật số VTC, tác giả của cuốn album Tôi Yêu Thanh Hóa. Và vị khách mời thứ hai đó chính là tác giả Đoàn Hoàn, tác giả của bài Chầu Văn Vĩnh Lộc Khí Tiên Hội Tụ. Xin được cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Bình cũng như tác giả Đoàn Hoàn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Trước tiên thì một câu hỏi xin được dành cho nhà báo Nguyễn Văn Bình ạ. Điều gì đã khiến anh quyết định thực hiện cái album Tôi Yêu Thanh Hóa? Và anh có thể giới thiệu đôi nét về cái quá trình thực hiện album này ạ? Sự thực thì tôi là một nhà báo. Và lĩnh vực nghệ thuật âm nhạc nói chung và âm nhạc dân gian truyền thống nói riêng thì đối với tôi cũng chỉ là một người yêu âm nhạc, cũng là một khán giả bình thường như bao người khác. Thế nhưng mà tôi thì cũng có một cái may mắn là được sinh ra và lớn lên ở vùng đất xứ Thanh, mảnh đất địa đầu miền Trung.
hơn 10 năm trước, tôi đã từng được nghe và rất là say sưa thích thú với một bài thơ của tác giả Trịnh Anh Đạt. Đó là bài thơ Rau Má. Mới nghe thì có thể các bạn cảm thấy nó cũng hơi nôm na, hơi dí dỏm một chút. Ta thì trong cuộc sống thì ta vẫn cứ nói nôm na là ăn rau má phá đường tàu. Thực ra thì đây cũng là một cái tích. Thế nhưng mà cái cây rau má này thì nó gần gũi với đời sống của người lao động, đặc biệt là những cái vùng đất nắng gió khó khăn. Nhân đây tôi cũng phải nói rằng là cảm ơn nhà thơ Trịnh Anh Đạt đã sáng tác ra cái bài thơ này. Ngay từ cái khổ đầu tiên của bài thơ này thì tác giả đã mượn một cái ý thơ rất là trữ tình. Đó là người con trai và người con gái, người vợ và người chồng, người đàn ông và người đàn bà. Và cái cách nói rất khiêm tốn là xin em đừng chớ vội cười, cây rau má sâm của người xứ Thanh. Thì cái câu nó đã là dí dỏm kéo người ta vào câu chuyện rồi. Nhưng mà đến cái khổ thứ hai của nó thì còn hay hơn. Đó là giữa vùng bão lụt nắng hanh, vẫn tươi roi rói một nhành má thôi. Cứ xanh rười rượi với đời, cứ chia sẻ hết cho người cháo rau. Cái bài thơ này thì tôi rất là thích và cũng chắc là cũng nhiều người thích. Thế thì lúc đó tôi cũng mới nhờ đồng nghiệp rằng là có thể chuyển cái bài thơ này thành một cái giọng ngâm nào đấy cho nó sâu lắng. Tuy nhiên thì tiếp cận với giới nghệ thuật thì mọi người nói rằng là bài thơ này chuyển thành làn điệu hát sẩm thì sẽ rất là tuyệt vời. Thế thì nhà nghệ sĩ Quang Long đã nhận cái bài thơ này và anh ta thảng thốt, anh ta nói rằng hay quá. Thế thì lúc đó thì tôi cũng nghĩ rằng là Thanh Hóa mình đâu chỉ có cái chất liệu của nó hay như vậy, nhưng đâu có phải chỉ mỗi bài thơ Rau Má đâu. Còn rất rất nhiều những cái tác phẩm khác nó cũng phản ánh được cái sự lấp lánh, cái muôn màu, cái sâu lắng và cái kỳ diệu của vùng đất con người xứ Thanh. Và lúc đó thì tôi có ý tưởng là sẽ sưu tầm và sáng tác để làm sao mình có một cái tập cái sáng tác về âm nhạc. Và cũng rất là có cái duyên kỳ ngộ thì nó lại trùng với cái năm du lịch quốc gia Thanh Hóa. Rau má em ơi, chứ riêng vì rau má em ơi vẫn còn ngày nay trong người xứ Thanh, chứ bao giờ em về quê anh. Em về quê anh chứ bao giờ em về quê anh, mà xem dâu về kinh thành xa xưa, chứ vĩ nhân đến các đời vua. Cái cơ duyên với một bài thơ, đó là bài Rau Má, mà cuối cùng thì đã hình thành nên cả một cái cuốn album rất là đẹp như thế này và với một cái chất lượng mà cũng rất là tuyệt vời. Đó là với nhà báo Nguyễn Văn Bình. Thế còn đối với tác giả Đoàn Hoàn thì tôi được biết anh là một người học toán và sau đó anh làm kinh doanh. Thế nhưng điều gì đã khiến anh lại cũng sáng tác một bài hát, đó là Vĩnh Lộc Khí Thiên Hội Tụ. Tôi cũng đã được xem clip mà các anh thực hiện. Nó được đầu tư rất là lớn cả về hình ảnh cũng như phần thu âm nữa. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về cái cơ duyên để có được cái bài hát đó. Thì điều đầu tiên tôi muốn đề cập đến đó chính là cái tình yêu đối với quê hương. Thì tôi cũng đã xa quê hương cũng rất là sớm. Thì ngay từ nhỏ những cái kỷ niệm về tuổi thơ luôn ghi dấu ấn trong con người tôi. Đấy, thì sau này khi lớn lên thì có điều kiện tìm hiểu về quê hương thì mới phát hiện ra được rất nhiều điều. Thì trong đó thì mới thấy được rằng là quê hương Vĩnh Lộc là một trong rất là ít các cái quê hương ở Việt Nam này mà có cái mật độ các cái di tích lịch sử dày đặc. Quê hương Vĩnh Lộc cũng là cái nơi mà chứng kiến cái sự thay đổi giữa hai triều đại nhà Trần sang nhà Hồ và rất là nhiều các danh lam thắng cảnh cũng như các danh nhân văn hóa. Thì chính vì cái điều đó thì tôi muốn truyền đạt những cái thông điệp đó đối với những người con của quê hương Vĩnh Lộc đầu tiên, sau đó đối với các bạn bè và tất mọi người. Mà ở đây cái chất liệu chầu văn mà anh sử dụng trong đó. Tôi rất yêu cái thể loại âm nhạc chầu văn. Đây là yếu tố đầu tiên. Yếu tố thứ hai nữa là quyết định để là sáng tác theo thể loại chầu văn, đó chính là cái ca từ của chầu văn nó rất là sâu lắng. Và cái yếu tố tiếp theo là cái thể loại âm nhạc chầu văn. Đó là một trong những thể loại âm nhạc mà diễn đạt những cái yếu tố có mang tính chất lịch sử một cách tôi thấy rất hiệu quả và thành công. Dạng danh
cả xứ kinh kỳ. Bình Khương nàng đã ra đi vì chồng giấu tay, còn để cửa đông mang mang hồ nước vẫn vương. Thưa nhà báo Nguyễn Văn Bình, ở trong cái album Tôi Yêu Thanh Hóa thì rất là nhiều những cái chất liệu âm nhạc được sử dụng như là chầu văn, như là hát sẩm hay là như là cả quan họ nữa. Vậy thì anh có thể cho biết là điều gì đã khiến anh quyết định là lựa chọn những thể loại âm nhạc đó để sử dụng trong album của mình? Tác phẩm đầu tiên là tác phẩm là Cứ Về Thanh Hóa Một Lần. Cái tác phẩm này thì nó như là cái lời mời chào rất là duyên dáng của người xứ Thanh. Mời bạn bè gần xa hãy tới với xứ Thanh để chiêm ngưỡng những cái cảnh sắc, những di sản, những cái nét đẹp của các cái lăng tẩm đền đài, của văn hóa lịch sử của mảnh đất con người xứ Thanh. Thế còn cái bài thứ hai mà tôi cấu tạo trong cái album này, đó chính là bài Vĩnh Lộc Khí Thiêng Hội Tụ, tác giả Đoàn Hoàn. Sở dĩ mà tôi có suy nghĩ để đặt cái bài này cấu tạo ở thứ hai á, là cái bài này nó khái quát một cái giai đoạn lịch sử, một cái bước chuyển tiếp trong lịch sử dân tộc giữa nhà Trần và nhà Hồ. Nhưng mà cái tác phẩm này thì nó lại cũng có một cái phần, nó có phần yếu tố du lịch ở trong đấy. Nó tỏa sáng được, nó khoe được cái đẹp của những cái phong cảnh của vùng đất kinh kỳ mà cho đến mấy trăm năm rồi nó vẫn đang còn lung linh. Ở đó có động Hồ Công, có chùa Giáng với tiếng chuông chùa, có những cái thành quách đền đài mà bây giờ rêu phong nhưng mà nó vẫn không hề che lấp được. Bài thứ ba là bài Một Thoáng Hàm Rồng. Nó phản ánh được cái cuộc đối đầu có 102 giữa không lực Hoa Kỳ với sự đoàn kết, cái ý chí kiên cường, bản lĩnh của dân quân, của du kích, của bộ đội trong suốt những cái năm tháng kháng chiến chống Mỹ. Thì ba cái bài này thì tôi sử dụng cái chất liệu hát chầu văn. Ba cái bài còn lại đó là bài Rau Má, bài Quê Choa và bài Thành Nhà Hồ thì tôi lựa chọn hát sẩm. Thế còn cái bài cuối cùng là bài Thương Nhớ Xứ Thanh. Cái bài này nó là cái nỗi lòng của những người con xa quê mà luôn luôn nhớ về mẹ. Ở đó có tuổi thơ của mình, có những kỷ niệm không bao giờ quên về thầy cô, về bạn bè. Và đồng thời ở đó lưu giữ những cái dấu ấn về ký ức đối với dòng sông con đò, bến nước con đường. Thì cái bài này là cái tình cảm như vậy thì tôi nghĩ là tất nhiên là cái tình cảm của con người đây là cái tình cảm yêu thương và dạt dào. Cho nên tôi muốn sử dụng cái làn điệu con họ để cho nó duyên dáng, nó ngọt ngào và nó có cái chất trữ tình ở trong đó. Con nhớ về miền quê thân thương thưa nhỏ, nơi đất tổ bác mẹ đã sinh thành, xưa thơm ngọt lành nuôi đàn con thơ lớn khôn. Tôi hiểu rằng là với nhà báo Nguyễn Văn Bình hay với tác giả Đoàn Hoàn thì việc đầu tiên khi các anh sáng tác những ca khúc ấy, khi các anh tập hợp những tác phẩm ấy để tạo thành một album, đó là cái điều các anh làm cho chính mình, làm cho chính cái tình yêu quê hương của mình đã. Thế nhưng tình yêu quê hương của mỗi một cá nhân dành cho quê hương mình, dành cho nơi chôn nhau cát rốn, dành cho tất cả những cái di sản văn hóa của cha ông, nó luôn luôn có một sức lan tỏa vô cùng lớn. Chính vì vậy cho nên những cái tác phẩm này bằng cái chất liệu âm nhạc dân gian của dân tộc, bằng những hình ảnh cũng rất đỗi thân thương của quê hương đất nước, thì nó không chỉ là một món quà gửi đến cho những người con Thanh Hóa, nó còn thực sự là một tiếng lòng lay động trái tim của rất nhiều những người con ở nhiều miền quê khác nữa. Cái điều đầu tiên mà tôi muốn gửi cái thông điệp đến đối với tất cả mọi người đó là những cái di tích lịch sử gắn liền với quá trình phát triển của đất nước, rồi những con người tại quê hương
những danh lam thắng cảnh và tạo lên những cái nét đẹp của quê hương. Đối với tình yêu quê hương thì ai cũng có, thì chính vì cái tình yêu quê hương đấy là chắp cánh cho tôi. Đấy, sau này triển khai các công việc ở nơi xa quê hương thì cái tình yêu đối với quê hương nó càng ngày nó càng lớn hơn. Và cái định nghĩa quê hương ấy dường như nó không còn bó hẹp ở cái phạm vi của một địa phương là Thanh Hóa nữa, nó còn rộng hơn đúng không? Cái tình yêu của quê hương thì ai cũng có, thì mỗi một người cũng có một cách thể hiện khác nhau. Thì tôi có một cách thể hiện là gửi gắm qua cái tác phẩm âm nhạc này. Clip các tác phẩm trong album Tôi Yêu Thanh Hóa được đầu tư thực hiện khá công phu. Đó là hình ảnh của những thành nhà Hồ, di sản văn hóa thế giới, là hình ảnh của những đền chùa miếu mạo ngàn năm, là cầu Hàm Rồng, chứng nhân lịch sử, là những dòng sông, những cánh đồng thân thuộc. Những hình ảnh ấy không chỉ là những hình ảnh mang tính minh họa đơn thuần trong những MV ca nhạc thường thấy, với việc tôn lên vẻ đẹp của những di sản văn hóa của mảnh đất địa linh nhân kiệt, những hình ảnh ấy còn mang một giá trị tư liệu, giá trị quảng bá đặc biệt cho những giá trị văn hóa của xứ Thanh nói riêng và của Việt Nam nói chung. Phải nói rằng là Thanh Hóa cũng có một cái nền dân ca truyền thống, nghệ thuật truyền thống khá phong phú. Nhân cái năm du lịch này thì cũng được nhân dân đóng góp và họ cũng đã nâng lên một cái tầm mới, đó là cái hiện đại thông qua các cái clip, thông qua các cái chương trình truyền hình để quảng bá cho đất nước và con người xứ Thanh. Nhất là cái sự quảng bá này nó đặc biệt một chỗ là dùng về văn hóa văn nghệ cái hình thức mà nó có sức lay động và có sức dễ thu hút người ta hơn bất cứ một cái hoạt động, một cái hình thức truyền thông nào, một cái hình thức quảng bá nào. Đây là hình thức mà nó dễ đi vào lòng người nhất. Với nghệ thuật thì nó sẽ giúp cho những cái hình ảnh của quê hương, của đất nước ở những cái điểm nhấn của du lịch nó trở nên bay bổng hơn. Nó qua cái lăng kính của nghệ thuật thì nó sẽ lãng mạn hơn, và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái cách mà để chúng ta nên khai thác, giới thiệu, quảng bá hình ảnh của đất nước. Cái album Tôi Yêu Thanh Hóa được thực hiện vào đúng năm du lịch Thanh Hóa 2015. Nó giống như là những cái hình ảnh để quảng bá di sản văn hóa vật thể, phi vật thể cũng như những cái danh lam thắng cảnh đặc sắc nhất của Thanh Hóa, của con người Thanh Hóa và cái tâm tư tình cảm của những con người ở quê hương ấy nữa. Vậy thì xin được hỏi nhà báo Nguyễn Văn Bình ạ, anh nghĩ sao về việc là khi chúng ta sử dụng những cái sản phẩm văn hóa như thế để dùng cho cái việc quảng bá hay là giới thiệu và gìn giữ những di sản văn hóa cũng như những hình ảnh của quê hương đất nước mình tới với không chỉ là bản thân những người con của quê hương ấy mà rộng hơn, đó là giới thiệu những di sản ấy đến với du khách của cả nước cũng như trên thế giới nữa. Sự thật thì trong cái đời sống xã hội hiện nay có rất nhiều loại hình âm nhạc mới, đặc biệt là cái xu hướng giao lưu hội nhập tiếp biến từ văn hóa bên ngoài vào Việt Nam. Thì có thể nói là văn hóa nói chung và âm nhạc dân gian truyền thống sự thực thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Đó là những cái loại hình yếu thế trong xã hội. Nhưng mà bản chất của cái sự thật của những cái thể loại âm nhạc đó thì nó có những cái giá trị riêng rất là đặc biệt và rất là sâu sắc. Chúng tôi yêu, chúng tôi thích và chúng tôi tự nguyện, chúng tôi làm. Chúng tôi tự nguyện sáng tác, chúng tôi tự nguyện để mà sản xuất ra album bằng cả CD và VCD để cho mọi người hiểu thêm một chút nào đó về vùng đất, con người xứ Thanh mà lâu nay có thể còn rất là nhiều người còn biết đến một cách nó mơ hồ và nó đang còn nghèo nàn trong cách hiểu. Thì chúng tôi cũng muốn rằng là qua thông qua một cái loại hình âm nhạc dân tộc, thông qua những sản phẩm văn hóa và tinh thần, làm cho mọi người hiểu hơn về quê hương mình, hiểu hơn về mảnh đất con người ở đó. Và chắc chắn khi mọi người hiểu rồi thì mọi người sẽ yêu hơn, mến hơn, quý hơn, trân trọng hơn và sẽ đến nhiều hơn với xứ Thanh. Và chúng tôi và anh Hoàn đang tiếp tục có những dự định tiếp theo. Mình cũng phải có trách nhiệm để mang những cái sản phẩm văn hóa tinh thần đưa đến với công chúng một cách rộng rãi hơn. Và cũng sẽ là mong muốn được tiếp tục góp sức để làm cho những cái giá trị tinh thần ngày càng lan tỏa và bền vững hơn. Vâng ạ, tôi không phải là một người con của Thanh Hóa, thế nhưng tôi cũng xin được cảm ơn các anh. Cảm ơn các anh bởi những cái sản phẩm nghệ thuật mà các anh đã đem tới, bởi vì chính những sản phẩm ấy đã cho chúng tôi hiểu rằng
mỗi một người có một quê hương, mỗi một người có một cách để thể hiện cái tình yêu quê hương của mình. Và trên đất nước của chúng ta, trên cái dải đất hình chữ S còn rất nhiều những di sản cũng rất đáng được trân trọng, gìn giữ và quảng bá. Và tôi cũng hy vọng rằng trong cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay, với những điều rất thú vị mà các anh vừa chia sẻ, đó cũng sẽ là một cái gợi ý hay để giúp cho quảng bá những cái hình ảnh quê hương đất nước mình. Rất là cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Bình cũng như tác giả Đoàn Hoàn đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay với những chia sẻ vô cùng ý nghĩa vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, và ở phần kết của chương trình thì mời quý vị cùng đến với tác phẩm Vĩnh Lộc Khí Thiêng Hội Tụ qua phần trình diễn của ba nghệ sĩ Hữu Du, Thanh Duy và Văn Tuấn. Ai về Vĩnh Lộc xứ Thanh, xin dừng chân ghé thăm thành Tây Đô. Nơi đây xây dựng cơ đồ kinh đô nước Việt, son quê ta sông Mã sông Còn. Giảng danh cả xứ kinh kỳ.